Trước giờ bóng lăn, có một chút ngạc nhiên khi Xavi Hernandez, người từng lên gân lên cốt mỗi lần đụng độ Real Madrid hùng mạnh, lại tỏ ra e dè trước Manchester United. Trong khi đó, Erik ten Hag bên kia chiến tuyến tỏ ra vô cùng tự tin dù phải đá tại Camp Nou huyền thoại. Và như những dự báo ứng nghiệm, màn so tài giữa hai đội rạng sáng nay cho thấy rằng chiến thuật của gã 10 khó đỉnh cao thật. Ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu, tác giả Ilfer xin phép được trình bày bài phân tích chiến thuật số 63, nơi chúng ta sẽ thấy Erik ten Hag ép Xavi phải rơi vào một cuộc chơi đau đớn như thế nào. Khi biết Sergio Busquets không thể ra sân, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng hiểu rằng Barcelona sẽ chơi với những tiền vệ trung tâm gần nhau hơn và hình thái của đội chủ nhà rõ ràng là 3-2-3-2 theo như hình ảnh đang xuất hiện trên màn hình. Trong khi đó, Man United với Casemiro đã tự tin sử dụng sơ đồ linh hoạt giữa 4-3-3 khi tấn công và 4-1-4-1 nếu phải rơi vào trạng thái phòng ngự. Việc kéo Wout Weghorst xuống hợp cùng với Fred đã giúp Man United sở hữu hai con chó điên ở khu vực trung lộ. Và điểm nhấn là cặp đôi Jadon Sancho cũng như Bruno Fernandes có thể nhận được nhiều bóng hơn. Bởi khi ấy thì họ sẽ dâng cao ở hai biên để hai cầu thủ này bó vào khu vực hành lang trong. Dù vậy phải thừa nhận rằng Barca đã làm tốt hơn đối thủ trong hiệp thi đấu thứ nhất khi tận dụng được khoảng trống giữa tiền vệ trung tâm và hậu vệ biên bên phía Man United. Phút 24, có thể thấy Gavi chủ động di chuyển xuống khu vực giữa các tuyến, tiếng Anh là Between the Lines, để lôi kéo Wan-Bissaka dâng cao. Và thế là họ rót quả bóng xuống cho Jordi Alba đã bắt tốc ngoài đường biên. Sự vượt khó của Man United chỉ diễn ra sau giờ nghỉ giải lao khi yếu tố thể lực cho thấy sự khác biệt, với việc Jordi Alba bị đuối bên cánh trái. Điều này khiến cho Marcos Alonso trong vai trò trung vệ lệch buộc phải lao ra ngoài hỗ trợ. Hệ lụy tiếp theo là Frankie de Jong cũng phải trở về nhằm theo kèm Fred. Và nghĩa là dù có hay không có Sergio Busquets thì chắc chắn là Barca sẽ vẫn gặp khó trước Man United trong trận lượt về. Việc phải nhận bàn thua ngay phút thứ 49 không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch xâm lăng Camp Nou của Man United vì họ vẫn duy trì cách chơi chủ động. Ở bàn thắng gỡ hòa sau đó chỉ vài phút, yếu tố chiến thuật được thể hiện rõ ràng với việc Fred và Bobo đứng sau cặp tiền vệ trung tâm bên phía Barca. Trong tình huống này, Frankie de Jong chơi sâu hơn và đứng giữa hai trung vệ, một điều mà anh không bao giờ đủ giỏi như là Busquets. Khi quả bóng đến chân của Fred, hình thái tấn công của Man United trở nên hoàn hảo với hai tiền đạo cánh chạy sộc vào hai nách của hàng thủ đối phương. Và như chúng tôi đã nhận định từ trước trận đấu, đó là khu vực lệch trái sẽ mang đến nhiều điều cho những cầu thủ tốc độ. Quan điểm này đến từ thói quen thi đấu ở La Liga không như là Premier League và được huấn luyện viên Xavi Hernandez thừa nhận như sau. Tôi biết United sở hữu rất nhiều phẩm chất và họ có thể dễ dàng gây khó khăn cho chúng tôi. Barca sẽ cần cường độ và nhịp điệu thi đấu đủ tốt vì Premier League là một giải đấu đòi hỏi nhiều thể lực và chúng tôi sẽ phải chứng tỏ rằng mình có thể đương đầu với điều này. Bên cạnh đó, United chuyển đổi rất nhanh với những cầu thủ như Rashford, Garnacho và Sancho. Họ phản công rất lợi hại và chúng tôi sẽ cần những cầu thủ có thể cản phá những pha nước rút đó. Đặc biệt, tôi nghĩ Marcus Rashford là một trong những cầu thủ nguy hiểm và có phong độ tốt nhất ở châu Âu. Để trực quan hơn, chúng tôi sẽ nói Barca mùa này mới chỉ thua đúng một trận và thủng lưới 7 bàn sau 21 trận ở La Liga, nghĩa là họ gần như vô đối tại giải quốc nội. Nhưng chỉ trong 90 phút trước Man United, họ đáng lẽ phải nhận ít nhất là 5 bàn thua nếu các vị khách chắt chiu cơ hội. Thống kê sau trận cho thấy rằng đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag đã dứt điểm tổng cộng 18 lần với chỉ số XG lên đến 1,79 và họ chỉ tận dụng để ghi được một bàn thắng của Rashford, mà pha lập công đó lại chỉ chiếm vỏn vẹn 6% tỷ lệ thành công theo tính toán từ hãng Infogoal. Việc Man United không thể giành thắng lợi đó là vì họ quá ẩu tả trong thời điểm cuối trận. Điều này khiến cho tiền đạo Marcus Rashford cảm thấy giống một thất bại nhiều hơn là trận hòa khi rời Camp Nou, anh chia sẻ. Tôi cảm thấy đây là một trận thua vậy. Trong hiệp 1, Barca nhỉnh hơn, nhưng hãy nhớ rằng United vẫn rất bình tĩnh triển khai cách chơi chủ động. Sang đến hiệp 2, có thể thấy toàn đội đã cố gắng hơn và ghi liên tiếp 2 bàn.
Chúng tôi cảm thấy mình có thể kiểm soát được kết quả. Tuy vậy, họ là một đội bóng tốt với những cầu thủ hàng đầu nên đã có được bàn gỡ hòa. Trong tình huống bị gỡ hòa, Casemiro được coi là truyền ẩu, nhưng cũng phải xem vì sao anh ta lại ẩu. Hãy chú ý, sau khi Luke Shaw đưa quả bóng cho Casemiro, rõ ràng là hậu vệ người Anh có thể lập tức di chuyển lên để nhận lại quả bóng, theo chiến thuật làm tường cơ bản. Nhưng điều này đã xảy ra tương đối hời hợt và khiến cho đối phương chiếm được quyền kiểm soát. Trên thực tế, có một tình huống tương tự cũng đã xảy ra trong hiệp thi đấu thứ nhất. Đó là khi Alex Iwobi cũng đưa bóng cho Rafael Varane, nhưng anh lại không chủ động di chuyển để nhận lại bóng với chiến thuật làm tường cơ bản và khiến đối phương chiếm được quyền kiểm soát. Với hai ví dụ này, chúng ta có thể hiểu rằng các cầu thủ Man United vẫn cần thêm thời gian để thấm nhuần cách chơi chủ động, một điều mà những ngôi sao hàng đầu như là Casemiro hay Rafael Varane vẫn sở hữu sau khi đã rời Real Madrid. Một điểm nhấn chiến thuật khác của huấn luyện viên Erik ten Hag chính là việc kéo Bobo xuống hàng tiền vệ. Điều đã xảy ra một cách tuyệt mỹ ở trận thắng Leeds United cách đây vài ngày. Cho đến hôm qua thì một lần nữa nó xuất hiện trên sân Camp Nou. Phát biểu sau trận, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: "Việc tôi muốn vào Svechos lùi sâu hơn là vì muốn cậu ấy hợp cùng với Fred và giúp hai tiền đạo cánh có thể nhận nhiều bóng trong khu vực hành lang trong. Điều này lý giải cho việc Man United không chủ động chơi bám cánh mà sẽ tận dụng sơ hở ở nách hàng thủ đối phương." Bản đồ nhiệt kết hợp giữa Fred và Vekos cho thấy Man United đã thả hai con chó điên vào giữa sân để đập nát ý thức luân chuyển bóng của Barcelona. Thống kê cũng chứng minh điều này với 13 pha tắc bóng khắp mặt sân và rõ ràng đội chủ nhà đã bị ngợp vì sự hung hăng này. Đó là một trận đấu thực sự khó khăn với rất nhiều đam mê và cường độ cao. Chúng tôi phải tự hào vì đã thi đấu đến cùng và kiên cường trước một đội bóng hàng đầu ở châu Âu. Manchester United sắp trở lại và hôm nay họ đã thể hiện phiên bản tốt nhất của mình. Tổng hòa chung lại, Random Football sẽ nói rằng Man United đã chơi một trận cực kỳ tuyệt vời về mặt chiến thuật, nơi họ không cho Barca làm được gì với quả bóng. Dù vậy thì thật đáng tiếc khi đây không phải là chiến thắng dành cho các vị khách, khi mà họ thể hiện sức mạnh sở trường bằng chiến thuật chuyển trạng thái tốc độ cao. Nhưng như đã nói trong bài đánh giá sau trận, kết quả này có thể sẽ giúp chúng ta đoán định những gì xảy ra ở trận lượt về. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!